Trước hết là chúng ta sẽ tìm con cảm biến ở trên 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 cái Simu này để mô phỏng bằng cách nào. Chúng ta sẽ vào cái phần ở chỗ này nó có này. Các bạn chỉ vào đây. Đấy, đến phần detector, đến detector này. Bấm vào. Đó, thì ở đây nó sẽ xuất hiện nó nhiều loại cảm biến. Nhưng mà dù gì thì nó cũng sẽ giống nhau về nguyên lý hoạt động thôi. Các bạn lấy một con, tốt nhất là lấy con mũ ở ngoài cùng này, NO inductor này. Xong lấy ra. Đây. Thì cái loại cảm biến này các bạn lấy lúc mới lấy ra ấy, thì nó chỉ có hai chân thôi. Trong cái con cảm biến của ta nó lại có ba chân. Đây. Em nhìn ở trên camera được chưa? Nó chỉ có bạn nó lại có ba chân. Thế thì chúng ta sẽ phải đổi nó thành ba chân bằng cách là các bạn nháy kép vào. Nháy kép vào. Nháy kép vào đấy, nháy kép vào. Thì ở chỗ này này. Ở đây nó có đổi chế độ thành ba chân này, đổi thành ba. Được chưa? Khi mà đổi thành ba thì nó sẽ có hai lựa chọn, một là PNP hay NPN. Được chưa? Thế thì các bạn phải chọn đúng nhé. Thì muốn chọn được PNP NPN thì ở trên thân của con cảm biến này nó sẽ ghi cái đúng cái đấy. Đây, em nhìn thấy không? Thì chúng ta sẽ chọn lại NPN. Đấy, thì nó sẽ có ba chân này, chân cộng, chân trừ và chân S. Thì chân cộng, chân trừ là thế nào? Thì trên này trên thân này nó cũng ghi này. Chân nào chân dương, chân nào chân âm luôn. Trên trên thân này này. Chỗ này nó cũng ghi là ví dụ như là chữ b bn chữ b với chữ n ấy, thì nó là màu brown, tức là màu nâu. Nhưng màu nâu thì nó ghi là dấu cộng, tức là chân dương. Còn bk là viết tắt của từ black, thì chính là cái chân chân gì, chân tín hiệu. Ở đây nó ghi là chân tín hiệu. Còn blue là màu xanh dương ấy, là chân âm. Là chú ý đây 3 giây này. Vậy thì cái chân tín hiệu ở cái con cảm biến ở trên sơ đồ này này, cái E này chính là chân S, hay là chân nó là màu black đấy. Thế thôi. Vậy bây giờ cái con NPN này thì nó hoạt động thế nào? Thì lắp mạch như thế nào? Thì lắp mạch là đây. Chúng ta sẽ phải có một cái nguồn gọi là nguồn một chiều, nguồn một chiều. Thì ở trên này chúng ta ở trên sơ đồ này chúng ta sẽ trên cái này simu chúng ta cũng sẽ lấy được nguồn một chiều vào đây xong rồi lấy cái nguồn một chiều đây power supply này nguồn một chiều thì có chân 3 và chân 4 ở ra chân 3 chân 4 ở đây là dương với âm còn chân 1 chân 2 là các bạn sẽ nối với 220V thì có cái nguồn này là nguồn 24V chưa. Thì cái chân V2 này là chân 24V của chân com và chân không chân âm đấy. Chúng ta sẽ nối vào đấy. V2 là dương. Còn cái chân LN ở đây này thì nối dương nguồn này. À đối với cả điện áp xoay chiều rồi, các bạn biết rồi đúng không? Thì trên mạch sơ đồ mạch ấy chúng ta cũng sẽ nối nó. Đây. Nối L với N vào đây. Nối dây vào này. Nối dây này. Nhấn giữ kéo xuống tiếp tục dây tiếp theo chú ý nhá cái con trỏ của tay này qua nhìn kỹ nó sẽ có giống một cái dấu chấm ở bên cạnh đấy nó dấu chấm đi theo thì các bạn phải để dấu chấm đúng vào đầu cái chân của cái chân cần nối nha chứ không được để lung tung nhé nếu lung tung là nối nó không được đâu ấn này kích chuột này giữ này, kéo xuống đúng ở chỗ đầu kia đấy, thế là nối tiếp tục này. Bây giờ ta sẽ nối dương nguồn thì hiển nhiên là ta nối vào đây rồi. Ta lấy cái dây dương nguồn là dây đỏ này. Dương nguồn ta nối vào cái chân cộng này. Âm nguồn thì ta nối vào cả chân trừ. Và chân đen này, dây đen này. Cho chạy vòng ra ngoài này. Chưa ạ? Thế bây giờ chân S này nối đi đâu? Chân S này thì
thì ta không thể nối thẳng trực tiếp vào bóng đèn hay cái gì được. Chân này nó là cái con cảm biến này, nó hoạt động ở 24V, cho nên là nếu mà các bạn nối vào đầu đèn 220V là nó không chạy, nó còn khi còn hỏng. Thì chân S này muốn nối được vào các thiết bị 220V ấy thì người ta phải nối thông qua một cái gọi là cái relay trung gian. Relay trung gian thì nó sẽ cấu tạo bởi là cuộn hút này cộng với cả các tiếp điểm, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ vậy thì ta sẽ nối cái đầu S này với cả cái cuộn hút của relay trung gian. Relay trung gian là cái này, hai chân cuộn hút hay cuộn dây ấy. Còn các cặp tiếp điểm đây, ở đây có 1, 2, 3, 4 cặp và hai chân cuộn hút. Thì ở trên mạch ấy thì chúng ta sẽ lấy cuộn hút của relay trung gian ở đây. Đấy, ở đây. Xong là lấy cuộn hút đây. Đây cái K này chính là cuộn hút của relay trung gian. Bây giờ nối thế nào với cả cái con này? Thì các bạn chú ý này, với cái loại NPN ấy, thì cái chân S, tức là cái chân tín hiệu ấy, ta nối vào đây. Còn cái chân cuộn hút của relay trung gian, cái chân A1 của relay trung gian các bạn nối với dương nguồn. Dương nguồn ấy. Đấy, nối đúng như này cho thầy. Chưa? Giờ chúng ta chạy thử mô phỏng này. Chạy này. Đây bây giờ nếu mà đây là cảm biến chưa có này, nếu mà có cảm biến này thì cái cuộn hút các bạn nhìn thấy nó đỏ chưa? Đó, không có cảm biến thì cuộn hút đen. Có cảm biến cuộn hút đỏ, vậy là có dòng điện chảy qua cuộn hút. Mà vậy là sẽ tiếp điểm nó sẽ nhảy thôi. Bây giờ ta lấy tiếp điểm ra để sử dụng. Tiếp điểm thì các bạn lại lấy ở đây. Bấm vào đây. Chúng ta lấy mấy tiếp điểm cũng được, lấy một cái tiếp điểm này đúng không? Cái tiếp điểm này thì chúng ta nối luôn vào bóng đèn. Bóng đèn nó ở chỗ pilot đây, cho bóng đèn xuống dưới này, sau đó ở trên thì ta nối dương nó, nối với 220V. Cái này đúng đấy, dây xanh là dây trung tính, dây mát đúng như này, vòng xuống đây đấy. Chúng ta chạy thử này, khi mà không có cảm biến thì đèn không sáng, có cảm biến này đèn sáng. Đó, không có cảm biến, có không đấy, đây là loại NPN là các bạn nối như thế này. Thì ở chỗ này là thầy chưa nối automat đúng không? Chúng ta sẽ bổ sung một cái automat ở đây cho nó mạch, cho nó an toàn. Nối dây vào đây. Thêm mát tô mát vào. Chú ý nhá, không nối thẳng vào chân như này nhé. Nối thẳng vào chân như này là không được đâu. Các bạn phải kéo nó ra, cách ra một đoạn. Rồi bắt đầu mình nối dây vào, không được đặt hai cái chân nó chạm nhau. Đặt hai chân chạm nhau là nó không nối đâu. Người ta chạy này, đóng át này, có khởi động, có cảm biến. Đấy. Chúng ta sẽ thực hiện như thế, được chưa? Bây giờ thầy lắp thử mạch nhá, thầy lắp mạch này. Bạn nhìn ở trong cái cuộn có cái dây cuộn hút này, nó ghi là 24V, 24VDC, tức là cái cuộn hút này. Cái điện áp ở đây là nó chạy qua được 24V là nó chạy. Còn ở tiếp điểm này thì các bạn cho điện áp thoải mái. Chúng ta lấy cái đế này. Đây là có số chân đây luôn này, 14, 13 này. Chân cuộn hút. Chúng ta sẽ nối thôi.
nối để triển khai nối. Đây là nguồn 220V này. Nối vào L với N của cái nguồn này. Đây thầy đang nối cái chân đây này. Các bạn nếu trên sơ đồ ấy, thì thầy đang nối cái chân này này. Chân 24 của con F này với cả chân 12 của cái con V này. Dạ. Yeah. 24F tăng với 12 của V. Nó ra này. Bây giờ đến phần chân 4 của cái nguồn ấy, chân 4 của cái nguồn đối với cả tức là cái chân trừ ấy, của nguồn sẽ đối với cả chân âm của cảm biến. Đó, ta đối luôn chân âm cảm biến. Chân âm cảm biến cũng là chân dây, số dây là dây xanh đúng không? Thì sao người ta nối luôn vào cái com này. Rồi, xong cái dây âm. Bây giờ dây dương của cảm biến sẽ nối với cả dây dương của nguồn. Nếu ta có cái dây dương ấy, là ta sẽ nối qua cái chân A1 của K, tức là cái chân 14 của ca. Lấy thêm một đoạn nữa ra ngoài. Tức là dây dương này. Dây dương. Đây là đây nối thẳng chứ là trong nó hơi lòng hoàng ý. Nghĩa là trong lúc đấu chúng ta sẽ có cái cầu đấu rồi domino các kiểu nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây thấy đấu với mục đích là để cho nó chạy thôi. Thì cái đầu dây này là chính là đầu dây dương nguồn. Thì dương nguồn thì ta sẽ nối vào cả chân A1. A1 thì chính là cái chân số 14 ở trên cái con rơ le này. Là chân 14 trên con rơ le này, hay là chân đế này nó ghi số đúng số 14 ấy. Thì đúng số 14 thì nó là chú ý nhá, con rơ le thì các bạn có thể nối ngược chân 13, 14 với nhau cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn nối đúng ấy, đúng chiều ấy, dương với cả 14 âm với cả 13 ấy, thì trên rơ le có con led ấy, thì nó sáng lên, tức là nếu mà rơ le hút thì đèn cũng sáng, còn nếu các bạn lên đấu ngược ấy, thì rơ le hút thì đèn không sáng. Thì nó chứ nó xuống chỉ là để cho chúng ta nhìn thôi, còn nếu mà không thích nhìn thì đấu được cũng được. Mà đây là rồi bên đến chân A2 của rơ le, tức là chân 13 của rơ le nối với cả chân S. Đây chỗ này ta nối chân S, chân S lúc ấy ta bỏ cái dây ra rồi đi, ta nối chân S. Ở chỗ này, ở cái khu vực chỗ này này, chắc nó hình nó nhỏ. Khu vực chỗ này là điện áp có 24V, cho nên thầy chỉ cần, thầy nó không nguy hiểm lắm, cho nên thầy có thể để nó thò cái dây này ra, nó hơi thừa dây tí. Dạ.
không sao, nhưng mà đến khi nào điện áp 220V thì các bạn phải để ý cho chuẩn. Còn giờ đến phần thế là xong mạch điều khiển rồi, thì chúng ta test thử rồi xem nó chạy không, kiểm tra lại một lần rồi âm này dương âm của cảm biến. Rồi bật áp lên, rồi giờ thử đấy, đó che lại nhả lại đấy, cái loa đúng trên này giờ khi che này, tức là khi không che thì loa này nó cái này nó lại ngược, cái này là thuộc loại ở thường, cái này là thường đóng giờ che vào thì nó thường mở, nếu nó mở ra giờ tức là cái cảm biến của chúng ta ấy ở đây này là cái này nó thầy đang chọn nó là thường mở đúng không, nhưng mà thầy đúng chọn đúng ra nó phải là loại thường đóng, nhưng tức là nó có loại thường đóng mà lại NPN bây giờ đây thầy thay đổi lại con khác cảm biến detector đây đây nó thường đóng là cái loại này xóa đi thay cái thằng này mà nhớ đổi chân nhá và NPN đây đóng điện này đây thường đóng tức là khi mà chưa có cảm biến thì cái rơ le này nó có điện, cái cuộn hút này có điện thì rơ le nó hút, nhờ khi mà có cảm biến thì nó lại nhả ra, được chưa? Đấy đấy, thế là như thế, đấy là thường đóng là như vậy nhá, cái cảm biến này của thầy nó là thuận thường đóng. Đấy, khi mà chưa nhìn thấy gì đây, chưa nhìn thấy gì đây, cái đèn nó sáng, các bạn nhìn thấy đèn sáng này, cái đèn ở trong rơ le nó sáng, còn nếu mà nhìn thấy vật cản thì đèn nó tắt đi. Dạ, nghe đấy, nhả đèn sáng đấy, nhìn thấy này, đó. Giờ chúng ta lắp mạch lực vào này, thì chân này với chân này này là thường mở. Dạ, chú ý lại chân này với chân này ấy, là thường đóng. Ta sẽ lấy hai chân này với chân này. Dạ. Bây giờ đối với rồi. Chọn một cặp. Thì bóng đèn, một đầu bóng đèn nối với cả một chân, một đầu bóng đèn. Đây kia thì nối với cả đây thôi. Đấy, bóng đèn nó như thế. Cái chỗ mà X1 với 14 rồi. Vừa đến X2 với cả mát thì cũng nối rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi chân 13 với cả chân L thôi. Đây, bóng dây này nối nốt. Có sao lại thừa dây này ra đây nhỉ? Chắc là đúng dây này. Nối bên này. Đây
Rồi. Thì đến phần đứng ở đầu lại rồi. Đó, đây là nó không nhìn thấy gì này. Thì đèn nó sáng. Giờ bên nhìn thấy là đèn tắt này. Giờ bỏ ra này. Đó. Đấy, đây là cái nếu nó nhìn thấy vật thì là đèn. Đấy là chúng ta dùng cái loại là thường đó. Bây giờ với con cảm biến này. Vậy thì khi mà bây giờ làm thế nào để khi che tay vào thì đèn đèn sáng mà nhả tay ra thì đèn tắt. Đó, bây giờ với hiện trạng mạch như này thì làm thế nào đấy?